Thưa quý vị, Đà Nẵng luôn chú trọng duy trì hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện và mến khách, nhất là tại các bãi biển du lịch, nơi được nhiều du khách lựa chọn khi đến với thành phố. Mùa du lịch cao điểm sắp đến, công tác bảo đảm an ninh trật tự càng được Đà Nẵng tăng cường hơn. Đội cứu hộ của Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng có gần 100 người, được chia thành 19 tổ túc trực tại các bãi tắm công cộng để đảm bảo an toàn cho khách tắm biển. Từ đầu năm đến nay, lực lượng đã phát hiện hơn 50 trường hợp có dấu hiệu đuối nước và kịp thời trợ giúp an toàn. Là từ 5 giờ đến 11 giờ chiều 3 giờ về nghỉ, cái chiều 3 giờ đi làm lại tới 6 rưỡi tối. Trời thì lúc nào cũng ngồi ngó ra biển, thấy trưa nắng thì cha dù ngồi dưới này ngồi ngó hồ ra biển, nó phát hiện mà ai mà tắm ra ngồi khu vực dài thì mình cứ thổi cùa vào. Đà Nẵng cũng không ngừng mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức quốc tế trong công tác cứu nạn cứu hộ. Vừa qua, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã tổ chức chương trình tập huấn thường niên của Hiệp hội Cứu hộ Hoàng gia Úc cho các nhân viên cứu hộ với các nội dung đào tạo về nâng cao kỹ năng sơ cứu, CPR, hồi sinh tim phổi, nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ sử dụng phao cứu hộ, kỹ năng chạy, bơi, kỹ năng vận chuyển nạn nhân, v.v. Bên cạnh đó, không chỉ phục vụ khách tắm biển mà còn phục vụ khách sử dụng các dịch vụ tại bãi biển. Ban quản lý cũng tăng cường công tác đảm bảo môi trường an toàn văn minh tại đây. Theo thống kê, hiện nay có 120 hộ kinh doanh dịch vụ đang hoạt động tại các bãi biển. Vào đầu mùa du lịch thì chúng tôi tổ chức họp các tổ kinh doanh dịch vụ tại bãi biển. Ở đó, cuộc họp đó chúng tôi quán triệt các cái hộ kinh doanh về an toàn thực phẩm, về giá cả dịch vụ và yêu cầu các tổ kinh doanh đây niêm yết giá cả dịch vụ tại tất cả các tổ dịch vụ từ bãi tắm, nước ngọt, giữ xe đến các dù ghế, các mặt hàng thiết yếu ở dưới kinh doanh dưới biển, như ví dụ như từ chai nước cho đến trái dừa, chúng tôi đều tổ chức niêm yết giá cho các hộ niêm yết giá và đồng thời ký cam kết với ngành du lịch yêu cầu là phải phản ánh đúng giá nếu như có những vấn đề phát sinh và du khách phản ứng trên đường dây nóng. Đối với ngành du lịch thì chúng tôi sẽ xử lý các tổ kinh doanh này. Với bãi cát trắng mịn, mức độ sóng vừa phải, nước ấm quanh năm, độ an toàn cho khách tắm khá cao, các bãi biển Đà Nẵng đã được nhiều báo, tạp chí quốc tế uy tín vinh danh. Việc Đà Nẵng quyết liệt trong việc đảm bảo môi trường an toàn văn minh trên bãi biển, đặc biệt là trong mùa du lịch cao điểm sắp đến, sẽ thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến đây, góp phần xây dựng bãi biển luôn là điểm đến hấp dẫn trong mắt du khách, qua đó khẳng định thương hiệu du lịch Đà Nẵng.